Thưa quý vị, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở đất tại nhiều địa phương phía Bắc, gây thương vong lớn về người và tài sản. Vào khoảng 2 giờ sáng nay, tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 5 ngôi nhà, khiến 5 người chết, 4 người mất tích. Theo một số người dân đang sinh sống ở khu vực này và chứng kiến vụ sạt lở đất cho biết, nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh hoàng, vụ việc lại xảy ra vào lúc rạng sáng khi mọi người đang ngủ say và diễn ra rất nhanh nên không ai kịp chạy thoát thân. 2 giờ sáng, nghe cái tiếng nó nổ như bom anh ạ. Một phát thì em đẩy cái cửa sổ ra, em bảo em nghĩ là cái đồi bên này. Em nghĩ là cái đồi này. Em không nghĩ là đồi này đâu. Thì em ra đây thì thấy nhà ông anh của em là sập rồi. Nhà kia hai ông bà với một đứa trẻ con thì rút được, cứu được nhà hai nhà này thì thằng Tiện nó bảo là nhà kia vẫn còn có tiếng người kêu là đi vào nhà kia thì cứu được 3 người. Ngay khi nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng huyện Lục Yên đã huy động gần 300 công an, quân sự xã, chính quyền địa phương cùng người dân tham gia cứu hộ cứu nạn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước cùng lãnh đạo các sở ngành đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tại hiện trường, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, 5 người tử vong được đưa ra khỏi hiện trường, bàn giao cho gia đình và người thân chuẩn bị lo mai táng theo phong tục địa phương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích còn lại. Nhà chị là có ai ở trong đấy đấy? Mẹ. Đó. Mẹ với em. Ra đi. Người nói đây. Chết cả nhà rồi. Các lực lượng chức năng huyện Lục Yên vẫn đang tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện máy móc để san gạt, đào bới đất để nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân đang bị vùi lấp. Tuy nhiên hiện vẫn đang có mưa to và khối lượng đất đá sạt lở lớn, nên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Nay huyện đang tập trung huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân và các lực lượng tại chỗ để tìm kiếm, quyết tâm tìm kiếm những người mất tích còn lại. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu địa phương cần quan tâm chăm sóc y tế, cấp cứu người bị thương và tổ chức mai táng chu đáo cho những nạn nhân xấu số đã bị thiệt mạng, cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia cứu hộ tại hiện trường.